Thưa quý vị, mới đây Ủy ban nhân dân thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả ra soát việc giao đất trái thẩm quyền xảy ra trên địa bàn năm 2007. Ghi nhận của phóng viên Năm 2007-2008, Ủy ban Nhân dân thị trấn Sông Cầu đã tổ chức đấu giá không đúng thẩm quyền 4 thửa đất, tổng số tiền chúng đấu giá trên 154 triệu đồng. Các thửa đất được đấu giá trên đều thuộc quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chè Sông Cầu tại thời điểm đấu giá cả bốn thửa đất đều chưa được công ty trẻ bàn giao về cho tỉnh thái nguyên quản lý tôi cũng mong muốn là được các cấp chính quyền lãnh đạo đấy vào cuộc để xem xét như thế nào để cho chúng tôi được cấp cái giấy quyền sử dụng đất theo đúng pháp luật của nhà nước ở trên một cái thổ đất mà mình không có một cái giấy tờ gì thì mình muốn đi vay hoặc là đi làm cái gì đấy để mình mang cái đấy ra thì mình thế chấp thì không được rồi thì là căn cứ vào cái quyết định này của thị trấn sông cầu là chúng tôi đã mua và làm nhà vậy thì cái mong muốn của chúng tôi nhất là bây giờ là được cấp giấy quyền sử dụng đất để cho chúng tôi ở và sinh sống theo kết quả giả soát của ủy ban nhân dân thị trấn sông cầu 4 thửa đất đấu giá đến nay chỉ có một thửa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ba thửa còn lại trong đó có phần đất của bà Nguyễn Thị Bình và ông Hoàng Xuân Mai vẫn chưa được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chè sông cầu bàn giao về cho tỉnh Thái Nguyên quản lý nên chưa thể thực hiện việc xem xét để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân này. Ủy ban nhân dân thị trấn sông cầu cũng đã đề xuất phương án báo cáo hội đồng hỷ và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên mong muốn tiếp tục nhận được những phản hồi góp ý của quý vị khán giả về các nội dung đã được chúng tôi phản ánh. Quý vị có thể phản hồi trực tiếp trên fanpage tên là TV Đài phát thanh và truyền hình Thái Nguyên hoặc gửi về địa chỉ truyền hình Thái Nguyên a.gmail.com.